Liệu cái chết của cô ta có phải là hệ quả của một âm mưu không? Có thể. Nhưng chúng ta không có bằng chứng để chứng minh. Ta được biết hung khí gây án vẫn chưa được tìm thấy. Thật không? Thảo nào họ cứ hỏi đi hỏi lại em, lúc lên xe anh Hoàng có mang theo thứ gì không? Em khẳng định là không. Bởi vì đúng là không thật. Nếu vậy thì tốt rồi. Đó cũng là một thông tin có lợi của anh Hoàng. Con ngõ nhỏ như vậy, nhà cửa thì san sát nhau. Nếu như mà phi tang hung khí thì đã chắc chắn bị phát hiện rồi. Cô Giang với mẹ như người ruột thịt đấy. Những năm tháng bố con đi biển biệt, rồi hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, cô Giang đã luôn ở bên, chăm lo, giúp đỡ cho mẹ với Kích Nguyệt. Lẽ ra là Kích Nguyệt nó phải kể cho con nghe những cái chuyện này rồi đấy. Mẹ, việc này con rất hiểu. Con với anh Hùng cũng rất lo lắng cho anh Hoàng. Nhưng mà muốn làm việc gì cũng phải trong khuôn khổ cho phép ạ. Vậy thì anh chị nói cho tôi xem, trong cái khuôn khổ ấy, anh chị đã làm được cái gì? Đã giúp đỡ hay nhờ vả cấp trên được câu nào chưa? Mẹ, sống thì phải có tình cảm, có anh có em, chứ đừng cái kiểu thân ai người ấy lo như vậy. Sao mẹ cứ cố tình không hiểu rồi bắt bọn con phải làm những điều vô lý thế ạ? Vâng, tôi thì không hiểu luật bằng anh chị rồi. Nói đi nói lại, tôi thấy anh chị cũng chẳng làm được cái gì. Hậu quả của ngày hôm nay là do tự tay anh ta gây ra, anh ta phải gánh như thế là đáng lắm. Chị ạ, em xin lỗi, em đã sai khi giấu chị. Chuyện anh Hoàng và cô Hà cặp bồ với nhau diễn ra từ 5-6 năm trước. Vào lúc mà chị mải lo cho bé Thư, chăm con một mình ở bệnh viện, thì ngày đi du lịch với cả cô ta. Em sợ phải đối diện với chị, em sợ mình không thể giấu được chuyện này. Chuyện đấy đã là quá khứ, nó qua lâu rồi. Với lại Hoàng nó cũng đã sửa sai, biết lo lắng đến gia đình vợ con. Sao cậu cứ bới móc lên thế? Cháu không muốn chị cháu tiếp tục bị lừa dối nữa. Mà cháu nghĩ bác biết về mối quan hệ này, nhưng bác dung túng cho con trai bác. Cho dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí là sau này khi già đi, sang thế giới bên kia, anh sẽ vẫn ôm em. Chào hai anh. Anh có phải là Phạm Đức Hoàng? Anh Hoàng bị bắt rồi. Thế sao lại thế? Cô ta bị chết rồi. Giữa hai người đã có mâu thuẫn. Thằng Hoàng nó là người tốt, nó không thể làm cái điều kinh khủng như vậy được. Nghề của bọn cháu, danh dự và trách nhiệm là vô cùng quan trọng. Và mày tin ông Hoàng? Anh là thằng khốn nạn. Tôi có mặt ở đây là để ngăn cản những việc tồi tệ mà anh làm với cả chị tôi. Anh và cô ta quan hệ với nhau như thế nào? Không xứng đáng làm bố. Mẹ đừng bắt con phải sống giả dối trước mặt bọn trẻ con. Khốn nạn! Nhưng từ giây phút này trở đi, tôi sẽ tự sống bằng tiền mà tôi tự kiếm ra. Cậu có quyết tâm theo bộ này tới cùng không? Lại không giết người,